Khi giá xăng dầu liên tục tăng, đã đẩy giá hàng loạt các mặt hàng thiết yếu như là thịt, cá, rau, gạo, mì, dầu ăn, leo thang chóng mặt. Giá xăng đã có nhiều phiên giảm sâu và được dự báo có thể tiếp tục giảm trong các kỳ điều hành tới. Thế nhưng theo khảo sát, giá cả hàng hóa tại nhiều chợ siêu thị trên địa bàn có giảm, nhưng mức giảm chưa tương xứng với kỳ vọng của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Trương Thị Loan, tiểu thương chợ mới quận Hải Châu cho hay, khi giá xăng tăng, nhiều mặt hàng khác cũng tăng giá theo. Nhưng hơn một tháng qua, giá xăng đã giảm 4 đợt, nhưng hiện chỉ có mặt hàng dầu ăn là giảm nhẹ. Còn lại vẫn đứng giá, thậm chí mặt hàng bột mì và những sản phẩm từ bột mì vẫn tăng từng ngày. Có những cái ảnh hưởng vô xăng dầu, nhưng ngược lại có những cái không ảnh hưởng vô xăng dầu. Tại vì nguyên liệu không có, cho nên là giá cao. Chứ đừng còn nghĩ là xăng dầu hạ, là cái gì cũng phải hạ theo xăng dầu là không được. Chị Nguyễn Thị Diễm Phượng, hàng bánh kẹo, sữa các loại cũng chung nhận định, khi giá xăng tăng thì mọi thứ đồng loạt tăng, giờ giá xăng giảm thì các nhà phân phối lại đổ lỗi cho chi phí nguyên liệu đầu vào chưa giảm. Hắn lên thì lên, nhưng còn không thì hắn đứng. Hắn vẫn giữ nguyên giá, cho còn chị thấy mặt hàng giảm thì chị không thấy giảm. Khi mình hỏi thì họ kêu là không những là xăng mà ví dụ như những cái nguyên liệu người ta đầu vào được chi đó. Với người tiêu dùng, tâm lý chấp nhận mặt bằng giá mới và hoàn toàn phụ thuộc vào người bán đã tạo cơ hội cho giá cả hàng hóa luôn diễn biến theo chiều. Tăng giá cùng xăng mà không giảm giá theo xăng. Ngày chị tiêu 100 thì thêm 20.000, thêm 120 đó. Thêm thôi chứ về cái tài chính thì chị thấy là chị thêm ít tiền thêm thôi. Chứ thì giờ trừ bà con họ bán mà cái vật giá lên thì tất cả đều lên, chứ không chỉ riêng chi một người, hai người họ tự họ lên. Áp lực của người tiêu dùng cũng chưa thật tới. Cần phải có sự tuyên truyền, vận động, kể cả hiệp hội người tiêu dùng, bảo vệ người tiêu dùng nữa, là cần phải tăng cái áp lực của người tiêu dùng theo tinh thần là tăng thương lượng, tăng mặc cả và tăng sự phản đối, kể cả phản đối trên báo chí chính thống, để nó tạo ra một cái dư luận, tạo ra cái trách nhiệm xã hội mà các đơn vị kinh doanh phải chia sẻ và quan tâm. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm giá xăng dầu đã giúp cắt giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp, góp phần làm giảm giá nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, hiệu ứng tích cực từ việc giảm giá xăng dầu đối với mặt hàng tiêu dùng chưa có đột phá. Do đó, cần có những biện pháp tổng thể để đưa giá cả hàng hóa về mức bình ổn.